trao em tình đầu. Anh chỉ xin em, anh chỉ xin em, xin em, xin em đừng quên. Anh Nam, sao lúc nào anh cũng đàn hát một mình vậy? Những lời hát như hàm chứa một nỗi buồn man mác. Anh buồn vì yêu phải không? Anh ơi, yêu là cái gì mà phải khổ? À, với tôi nè, thấy chưa? Nó chỉ là một trò đùa. Có cũng tốt, mà không có cũng tốt. Trái đất nó vẫn quay mà mặt trời vẫn sáng. Anh Nam với anh Cường đã nói xấu về em đó. Nói về tình yêu, tôi xin trả lại hai bạn. Đêm trăng của tình yêu. Tôi đi nghe anh Nam. Anh Nam. Duyên, anh sắp phải đi xa, đi du học nước ngoài. Anh đi xa, em biết làm sao bây giờ, khi em đã có mang thai 2 tháng. Đó là nỗi khổ nhất của anh. Nhưng vì sự nghiệp công danh, anh xin em hiểu cho anh. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau, đường môi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. Uống rượu không say ta nào hay, uống rượu không say ta nào mê. Xin mời em nâng ly con tôi nào ta còn muốn. Tết trung thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường. Ê, bữa nay nhậu đã quá, quên mất đường về rồi. Tao nhớ đường nè. Đường, nhớ không? Đường về công an phường á. Tụi bay quậy quá. Anh Bách ơi, anh Bách. Rồi, bà tới. Tí BD em đi đâu rồi đó? Cha này quỷ sứ à. Gặp người ta ở đâu cũng kêu BD này BD nọ. Em không phải BD đâu nha. Vậy em là cái giống gì? Em là con gái mà em lai. Lai em? Lai đàn ông. Em chuyển hệ rồi. Bây giờ em 2 hệ lận. Rồi đây em sẽ trở thành đa hệ. Trời, vậy thì ổng hay là bả đây? Ngủ đêm đi rồi biết. Ê, chắc hồn đó. Trời ơi, vậy cho các anh không thấy trên thế giới sao? Con gái thành con trai thành con gái. Em cũng vậy, biến dạng nào cũng được. Vì em thương anh Bách nè, nên em biến thành con gái. Ê, Bách ơi, mày trúng mánh rồi. Trúng mánh gì, trúng mánh gì? Cha Bách này nè, bạc tình bạc nghĩa lắm nè. Lúc trước ưa rủ người ta đi chơi, bây giờ thấy người ta xuống sắc rồi muốn đá vô lái hả? Chết rồi nghe chưa. Rủ tí đi chơi thì được rồi, nhưng mà anh ghét mấy đứa bạn của tí quá. À, tụi nó xí xọn lắm, tụi nó ngựa lắm. Đâu có thùy mị như em vậy nè. Người ta nói con gái mà hỏng thùy mị đoan trang, người ta nói là con gái mất nết. Có phải vậy không? Đúng đó. Ôi, cô tí thùy mị dễ thương quá. Mấy anh thấy không? Hôm nay em sửa soạn đẹp không? Trời ơi, tí mà sửa soạn thêm chút nữa đó nha, chắc tụi anh nổ con mắt hết à. Vậy mà kỳ dự thi vừa rồi đó, em tức mấy cha giám khảo ghê rồi đó. Em như vậy nè, mà mấy ổng chấm em rớt đó. Mà em dự thi môn gì? Hoa hậu áo dài. Trời, tí đẹp như vậy mà người ta nói tí BD á. Miệng đời họ ác lắm anh ơi. Bởi vậy cho nên đời tôi BD nên yêu ai cũng BD. Đời tôi BD nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi BD nên yêu ai ai cũng chê. Nhưng tôi chẳng giận đời, dù đời gọi tôi BD. Ta ra răng tăng 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 tăng. Quá tí rồi. Trời ơi, tí ơi, em có hay như vậy mà tại sao em đăng ký đi thi giọng ca cải lương đi? Vì em thương người. Em không muốn hại một tài danh. Nếu mà em mà dự thi ca cải lương, nhất là ca giọng cổ đó, em sẽ vượt xa Thanh Kim Huệ. Bách ơi, mày ở đây tâm sự với tí đi. Tao đi ngủ à. Anh đi nghe tí. Anh Bách ơi, anh Bách. Bè bạn đi hết rồi.
Cho em hôn anh cái đi. Trời đất ơi, trời ơi, còn hôn nữa sao má? Sao anh kêu em bằng má? Thôi thôi, tha cho con đi tía ơi. Anh Bác, anh Bác, chờ em đi với đồ quỷ xí. Chào chị Diệp. Tao nói hay lắm mà. Nó không phải khen tặng với cái lỗ mũi của tôi dễ thương lắm đó. Đáng lẽ tôi đi cái đường kia rồi đó. Tự nhiên cái lỗ mũi tôi đánh mùi, nó nghe cái mùi thương thương, cái mùi thương thương. Cái giác quan thứ sáu nó chuyển qua này, cái đúng là gặp chị rồi. Đỡ ghê. Anh Việt giỏi hết sức à. Dạ cảm ơn. À quên nữa. À sao anh? À lúc này anh mừng ăn khá không? Dạ cũng đỡ chị, qua ngày chị. Dạ. Anh giỏi hết sức vậy đó. Vợ mất, ở một mình, nuôi hai thằng con ăn học đàng hoàng thì tôi phục ông anh sát đất vậy đó. Đâu phải nuôi hai thằng con không đâu, nuôi tôi luôn nữa đó chứ. Nhưng mà nói chứ giỏi làm sao bằng chị được. Người ta nói đàn bà quá giỏi giang đủ thứ hết đó. Tôi còn phục chị hơn đó. Một mình chị mà tạo nên sự nghiệp như vậy nè, thật là ít có mấy ai. Con ba tôi mượn nuôi con nên người, tôi luôn mong muốn làm sao cái tình thân thiện giữa hai gia đình. Tôi xin bà tạ dân thành, có gì mà khó khăn đâu, cùng chung một xóm thì mình thân thương nhau là thường anh ạ. Nhưng mà tôi ngại điều tai tiếng miệng, đời sau mà nó lăn tấu xa, phải chi mình kết tuổi già tự do qua lại thì khỏi ai phiền hà. Dạ, nhưng mà con gái tụi nó dữ như chằn, còn thằng con anh thì nó hiền lành như nai tơ. Tôi sợ rồi đây nó bị duyên tôi năng hiếp chứ. À, chị đừng có lo ăn nhầm gì chị ơi. Tại chị không biết chứ, trước á, bà xã tôi nó trời bà dữ như cọp vậy đó. Ăn ở lâu rồi cái tôi lừa qua tôi lừa lại, tôi lừa thế tôi ăn hiếp lại bà chẳng mấy hồi. Đàn bà hung dữ mà gặp tôi á, tôi có cách trị mà. Chị không tin phải không? Nhìn nhá mặt biết không tin rồi. Nói thiệt với chị, sau này chị ăn ở với tôi rồi chị biết. Xin lỗi chị, tôi lỡ lời. Dạ, dạ không sao. Chị không quyền tôi hả chị? Dạ, dạ không có đâu. Yeah. Thấy anh thiệt tình cởi mở, tôi rất mến anh. Yeah. À, thôi giờ tôi ghé đi con kiện anh. Yeah. Bữa nào rảnh anh ghé qua bên nhà tôi chơi nha. Qua nhà chị chơi hả? Dạ. Ồ, không được đâu chị. Gì đâu ngại nữa nè. Ngại chứ, nói thiệt với chị, tôi cũng muốn qua nhà chị chơi lắm vậy đó. Nhưng mà tôi ghét miệng đời ưa dị nghị lắm. Trời ơi, tôi là người đàn ông là đàng hoàng đứng đắn mà. Rồi cái tôi qua bển nó dị nghị, nó xâm phạm tới cái tiết sạch da trong của tôi rồi sao chị? Bởi vậy tôi nó khổ lắm. Cái thứ già rồi mà không chồng không vợ đó, người ta ưa nó cáp đôi nhau lắm. Mà hễ nó cáp đôi không sớm mà muộn trước sau gì cũng dính. Tôi ngại quá chị, ngại quá. Anh thiệt gì đâu ngại không biết nữa. Anh ngại chứ tôi không ngại. Lo gì, miễn là anh em mình ăn ngay ở thẳng thì không có sợ gì hết á. Anh coi vậy đó mà nhát gan hơn tôi à. Vậy mà tôi tưởng anh ngon chứ. Tự ái à. Ngon chứ, ngon chứ sao không ngon chị? Anh nói anh ngon phải không? Ngon. Anh ngon mà anh dám đi chung tôi ra ngoài quán uống cà phê không? Đi sợ ai chị? Nè, đi chung nhưng mà phải khoát tay tôi mới chịu à. Khoát thì khoát cái nhầm nhò gì? Chẳng những khoát mà còn ôm eo ớt nữa nè. Trời ơi, ôm qua chị ôm qua. Đó, tới luôn. Chào chị Hà Trang, người đẹp nhất của chung cư này. Thương, cháu ghẹo hoài à. Thương đi đâu về đó? Đi chơi với bạn. Thôi mình về, kẻo bị rầy. Mình đi nghe Trang. Yeah. Hà Trang, tôi định đi tìm Trang nè. Có chuyện gì không anh Hoài Sơn? Để trả lại cuốn sách mà tôi đã mượn. Anh xem danh quá à, mà anh thấy có hay không? Sách nào của Trang mà lại chẳng hay. Anh làm như Trang tài giỏi lắm vậy, của tác giả viết chứ bộ của Trang sao? Nhưng tôi khen người lựa sách giỏi. Cái gì mà sáng sớm cười vui vậy ha? Xin lỗi, ở đây hai người, anh muốn hỏi ai? Tôi hỏi Hoài Sơn, em của tôi, được không? Xin lỗi anh Hoài Sơn, Trang đi nha. Dạ. Yeah. Anh Cường à, anh thấy Hà Trang như thế nào? Anh không thích loại người con gái kênh kiều như vậy. Nhưng với em thì cô ta có vẻ dễ thương đấy chứ. Em mến cô ấy, hay nói sâu xa hơn một chút là em... Đã bỏ nhiều đường vào ly cà phê rồi chứ gì. Dạ, nhưng tại sao ly cà phê vẫn đắng vậy hả anh? Là tại vì em thiếu băng lãnh, thiếu kinh nghiệm chiến trường. Vậy em phải làm sao? Được,
Vì em, anh sẽ giúp cho em chinh phục người con gái kiêu hãnh ấy. Thiệt không anh? Thiệt chứ. Cảm ơn anh. Cường, đêm qua mày đi chơi suốt đêm gần sáng mới về phải không mày? Dạ thưa ba con. Có đàn điếm mà cũng vừa vừa thôi chứ. Mày thấy thằng Sơn không? Nó chăm học chứ đâu có như mày. Tính tình của mày chơi bời phóng đãng, thay đổi nhân tình như thay áo rồi đó. Thiệt là tao chẳng biết nói sao cho vừa mày đây. Dạ dạ thưa ba anh Cường. Ôi đi, mày còn binh vực nó hay sao? Dạ thưa ba. Hãy để cho tao nói, mày là con ngựa bất cam, tao thật hết sự khổ tâm. Mẹ mày chết đi để cho tao gánh nặng, thằng Sơn thì ngoan ngoãn giống tấn tao, còn mày thì lăng nhăng lang bạc. Thưa ba, con xin ba bớt nóng, còn muốn tự con quyết định cuộc đời mình. Con và Sơn tuy là anh em nhưng khác hẳn tính tình. Nó thì ngoan ngoãn ngu mì, nhưng con thì chỉ muốn sống theo riêng con. Cái thời buổi hôm nay khác hẳn xưa rồi. Làm cha mà chẳng có quyền, làm con mà luôn luôn mắng lại mẹ cha. Ba, ba nói sáng nay ba đi công chuyện gì đó, bộ ba quên rồi hả ba? Chết rồi, chết rồi, trời đất ơi, nãy giờ không chịu nhắc, 7 giờ sáng tôi trễ rồi, ba đi nha. Nè, dạ. nè, khoan nữa, chút nữa bà dì ba có lại đó, nó bả vô nhà ngồi chờ ba chút xíu ba về nha. Dạ. Giờ 7 giờ sáng ba đi chừng khoảng 12 giờ khuya ba về tới nha. Bây giờ anh với em ra quán bia uống vài ly, rồi bàn thêm kế hoạch. Kế hoạch gì? Đầu tư tình yêu. Anh sẽ viết thơ bài tỏ tình yêu, nếu mà nàng bằng lòng anh sẽ truyền bóng qua cho em. Nhưng được không anh? Trời, chắc chắn. Cường mà em, cường mà em. Thôi ta đi. Đi anh. Đụng người ta chị thấy không? Đụng người ta là thấy không? Anh Cường xin lỗi Trang nha. Không có xin lỗi gì đâu. Đi em. Mặt ghét con người khó ưa, mặt ghét khó ưa, ghét khó ưa. Trang à, má mong rằng con được vào đại học thì má mới yên lòng. Ráng chăm học nghe con. À nè con à. Dạ. Có thư của ai gửi cho con nè, dán kỹ lắm. Dạ. Thôi má đi chợ nghe con. Dạ. Thôi của ai đây? Hà Trang. Đây là lá thư thứ 9, mà cũng có thể là lá thư cuối cùng. Tôi hy vọng con số 9 sẽ là con số hơn. Nếu không phải như vậy thì trước khi đọc, xin ra cứ xé nát nó đi. Ngôn từ thì quá hạn hẹp, không làm sao diễn tả hết những gì tôi muốn nói trong lòng. Thôi thì tôi xin để dành một khoảng trống nơi đây, rồi tùy Trang suy nghĩ. Hắn muốn trêu chọc mình. Mình thừa hiểu hạ người như hắn làm gì mà chân thật. Chẳng qua chỉ là một trò đùa thôi. Hà Trang, cho phép tôi vào nhà chứ? À, mời anh cứ tự nhiên. Anh Cường, đã từ lâu rồi tôi muốn nói với anh một điều là anh lầm tôi rồi đó. Tôi không phải như những cô gái mà anh đã gặp, và tôi khuyên anh nên chấm dứt một trò đùa. Trò đùa ư? Ôi, nếu được như vậy thì hay biết mấy. Anh nói sao? Tôi muốn nói là có một lúc nào đó, bỗng nhiên con ngựa bất kham muốn dừng chân, vì nó đã tìm ra được một đồng cỏ xanh tươi ấm áp. Hà Trang, trong suốt thời gian qua tôi làm tất cả vì em. Tôi xa lánh mọi thú vui đàn điếm. Tôi nghĩ rằng em đã thấy rõ điều đó. Và tôi nghĩ rằng em đã yêu tôi, cũng như tôi đã yêu em. Không bao giờ có chuyện đó được. Tôi không thể yêu anh, vì anh là một con người giả dối. Yêu anh có nghĩa là tôi chấp nhận mình bị lừa dối hay sao? Hà Trang, em có thể tàn nhẫn với tôi như thế sao? Hà Trang, em là ai? Là một con búp bê không cảm giác, hay là một loài ma quái ẩn trong cái dáng vẻ ngây thơ? Tôi đã làm cô, suốt kiếp tôi thù cô. Cô đã thỏa mãn với lòng kiêu hãnh của mình rồi chứ gì? Vậy thì cô hãy cười đi, cô cười lên đi. Thôi, con người có trái tim quá độc ác còn hơn là loài quỷ dữ. Anh im đi.
rồi mà nào biết em ơi, anh đã yêu bằng tình yêu tuyệt vời. Anh đã yêu bằng tình yêu tha thiết, nhưng yêu người từ trước tới nay chưa một lần gặp gỡ. Để tôi được lặng yên nghe tim mình bốc cháy vì căm giận mình, sao khuất phục trước tình anh như một kẻ điên cuồng. Trang có hiểu là tôi phải đấu tranh với lòng mình như thế nào không? Trang có hiểu là nếu được yêu Trang, đối với tôi đó là tất cả. Nhưng còn khi chiếc mặt nạ lược dấu kia đã rơi xuống rồi thì nó có còn gì để nói nữa, phải không anh? Thôi đủ rồi, anh về đi đừng nói nữa. Anh hãy về đi. Hà Trang, thôi nói nữa để mà chi, chứ gọi nhau làm gì? Đời hai lối mòn hai hướng đi, mình thương nhau chưa tròn, để chốn nao núi trời mưa gió lạnh, ân tình chưa lần nổi. Nhưng nếu còn đẹp gì nhau, xin nhẹ đi vào sâu, đời chung lối mòn chung hướng đi. Gọi tên nhau em nhé, dù chốn nào cuối trời mưa gió lạnh, sao rùng nửa đường đêm. Hãy nói đi em cho tôi xin một chút âm thanh từ đôi môi em thoát ra bằng thực thể, để tôi xác định mình vẫn còn tồn tại, nhưng kể từ nay thì tất cả đổi thay rồi. Ta đã tìm lại được nhau sau hàng vạn năm khắc khoải đợi chờ, dù bắn qua trăm ngàn biển khơi hay sa mạc nhưng không hề biết mệt mỏi. Một nửa từ nghìn xưa mãi miết đi tìm, một nửa hôm nay hòa hợp lại. Chỉ cần biết trên đời này có em hiện diện là chung quanh tôi đầy ắp những thiên đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khắp tai hại thai em lại là đồng cỏ xanh tươi ấm áp. Tôi bỗng ước ao suốt đời ngủ yên trên đồng cỏ xếp lại gió giang hồ phú cục dưới dần em. Anh Cường, anh chờ tôi một chút, tôi sẽ trả lại cho anh những lá thư. Anh chờ tôi một chút nha. Anh Cường, tôi không ngờ anh là một người anh không có trái tim. Hoài Sơn, anh không cố tình. Không cố tình? Anh bản lĩnh, anh khôn ngoan, biết bao cô gái đã khổ vì anh. Rồi bây giờ ngay cả người của em mình yêu anh cũng không từ chối hay sao? Tôi không ngờ anh là một con người không có nhân phẩm. Hoài Sơn, anh cứu em. Anh có biết rằng tôi đã yêu Trang bằng một con tim cháy khô nóng bồng, nhưng tôi chỉ là một chàng trai nhút nhát, tôi trân trọng người yêu như trân trọng một tiên thần. Anh không biết phải nói làm sao, vì tình yêu không thể nào ai biết được. Em hãy trách mắng anh đi, vì với em anh hoàn toàn có lỗi. Trách mắng anh à, để rồi tôi sẽ được gì đây? Khi tình yêu của Hà Trang không thuộc về tôi nữa, mất Hà Trang là tôi như mất hết. Tôi biết làm Cường. Trang đã nghe rõ tất cả rồi. Và bây giờ Trang biết được một điều mà trước đây Trang không thể nào biết được. Điều gì? Anh thật lòng yêu Trang. Duyên à, má nói rồi nha, má nói là má không có chấp nhận cái thằng đó đó nha. Trời đất ơi, nó nghèo quá mà. Đã nghèo mà còn không lo thân nghèo, tối ngày cầm cái đòn hoài đòn từng tưng từng tưng từng tưng tối ngày à. Rồi bây giờ nó đi đâu mất biệt rồi. Má à, con lỡ. Lỡ có rồi phải không? Mà không sao. Hả? Hả liền tức khắc. Phá rồi, nhưng mà nó không có chịu ra. Còn ở trong bụng mà cứng đầu như vậy, sinh ra ai mà chịu cho nổi chứ. Ủa, bác sĩ nào dở quá vậy cả. Đi theo má nè, má có quen với cha bác sĩ này giỏi lắm con. Sao má biết giỏi? Thì má phá mấy lần rồi, kết quả đều tốt đẹp. Không có được đâu, nó lớn quá rồi má à. Mà thôi được rồi, con đi vào ngủ đi, để đó má tính cho. Dạ thưa bác, cho gọi cháu. À cậu Cường đó. Vâng, bác cho gọi cháu có chuyện gì ạ? À, sở dĩ mà tôi cho mời cậu đến đây á là tôi muốn hỏi cái số tiền mà cậu mượn tôi hôm trước đó. Thì bây giờ cậu định giải quyết cách nào đây? Thưa bác, xin cho cháu một thời gian, cháu sẽ dành dụm để rồi hoàn trả lại. Không có được.
Hương Liên bây giờ nè. Nhưng mà ngay bây giờ thì cháu không thể trả được. Sao ạ? Tôi cho cậu biết nha, cái số tiền đó không phải là nhỏ nha. Nếu tính ra bây giờ cũng phải 1-2 cây vàng à. Vốn liếng của tôi còn phải trả ngay chứ, không có chần chờ được nữa. Bác à, hay là bác có thể tìm cách nào cháu sẽ giúp bác làm ăn hoặc buôn bán áp phe, miễn là cháu có thể trả lại phần nào số tiền của bác. Bác nói đi, bất cứ chuyện gì cháu cũng có thể làm được mà. Bất cứ chuyện gì cậu cũng có thể làm được, mà cậu nói mà có chắc không? Dạ cháu chắc chắn như vậy mà. Bác cần cháu làm gì cháu cũng nghe theo hết á. Hay quá, nhờ ơn trời Phật phù hộ, tôi có cách rồi, cảm ơn trời Phật. Cậu Cường à, lời cậu nói vừa rồi á phải chắc chắn à nghe. Cháu hứa chắc mà, bác cần cháu chuyện gì? Cưới Mỹ Duyên. Sao lại cưới Mỹ Duyên? Vì nó yêu cậu. Nhưng mà cháu... Coi kìa, sao cậu mau quên quá vậy cậu Cường? Cậu mới hứa với tôi tức thời kia mà. Nhưng mà cháu không thể làm như vậy được, cháu không thể cưới Mỹ Duyên, vì cháu đã... Có người yêu rồi phải không? Phải. Ôi, nhưng mà tình yêu của cậu với cô Trang có gì là hợp lý đâu. Sao bác biết? Ở đây chuyện gì mà tôi không biết cậu? Tôi còn biết cả thằng Sơn em cậu nó cũng đeo đuổi Hà Trang, nhưng chẳng may cho nó là đã bị cậu cướp mất người yêu của nó. Thần là tội nghiệp cái thằng nhỏ mà, có thằng anh chơi bời liêu lỏng chẳng ra gì, bây giờ còn cướp luôn người yêu của nó. Bác à, xin bác đừng có nói thế. Hà Trang yêu cháu chứ không yêu Hoài Sơn, thì cháu đâu phải cướp người yêu. Vì tình cảm của con tim đã phân định rõ ràng, cháu cũng muốn cho em mình hạnh phúc, chứ đâu nỡ lòng nhìn nó cô đau. Nhưng chuyện đời ai biết được ra sao, Hà Trang yêu cháu chứ chẳng yêu Sơn. Nhưng Hoài Sơn đã yêu cô Trang, nếu như không có cậu xen vào thì thằng Sơn sẽ chiếm được Hà Trang. Có đúng vậy không? Vậy thì bây giờ cậu có cách giải quyết rồi. Cưới Mỹ Duyên nè, trả Hà Trang cho Hoài Sơn nè, như vậy là ổn thỏa đôi đường. Và số nợ của cậu tôi cũng sẵn sàng hủy bỏ. Cưới Mỹ Duyên xong, tôi sẽ cho cậu 10 cây vàng để làm vốn đó cậu Cường. Đó, cậu thấy chưa, chỉ có tôi mới tốt như vậy thôi. Tôi để cho cậu suy nghĩ rồi quyết định. Tôi đi đây. Trời ơi, tôi biết phải làm sao đây. Thôi thì Hoài Sơn ơi, anh sẽ trả lại cho em những gì em đã mất. Hà Trang ơi, hãy hiểu cho anh. Hoài Sơn, sao mặt mày em hốc hác vậy? Em bệnh à? Không. Ghét anh lắm sao, Hoài Sơn? Không ghét, nhưng căm thù. Tội nghiệp em tôi. Ai cần anh tội nghiệp? Hoài Sơn, nếu như anh có thể làm được điều này, em còn ghét anh không? Điều gì mới được chứ? Anh sẽ cưới vợ. Chúc mừng anh với Hà Trang. Không phải Hà Trang. Không phải Hà Trang, vậy là ai? Mỹ Duyên. Hả? Anh thật là điệu giả. Tại sao anh yêu Hà Trang mà lại đi cưới Mỹ Duyên? Ngựa lại quen đường cũ rồi à? Hãy nghe anh. Em có biết không, anh không yêu Hà Trang, anh chỉ đùa với cô ta thôi. Chỉ vì anh muốn lột cái mặt nạ kiêu hãnh ấy. Anh im đi. Loài giả thú mất lương trì, đã nhận tâm và đã một thân tình của một người con gái đoan trang. Sơn, anh còn lời gì anh nói với tôi đây, để biện minh cho hành động của mình. Đã rõ rồi, anh chẳng có lương tri. Hoài Sơn em. Không, anh đừng gọi tôi là em nữa. Tôi không phải là em của anh. Anh của tôi không thể nào sâu xa nhanh được. Không, không. Kìa, Hoài Sơn, chạy đi đâu dữ vậy? Suýt đụng người ta kìa, thấy không? Xin lỗi Hà Trang, tôi... Anh Cường, sao anh có vẻ buồn vậy? Hà Trang,
tôi muốn nói. Để em nói giùm cho anh không được sao? Hà Trang à, anh Cường ảnh không phải là người xấu, ảnh thích Hà Trang lắm. Ảnh Hà Trang hãy tin tôi, tin tôi đi nè, tôi xin bảo đảm điều đó mà. Hòa Sơn làm tôi tức cười quá hà, hôm nay trong Hòa Sơn lạ quá đi. Lạ hả? Đâu có gì đâu. Thôi tôi hiểu rồi, Trang nói tôi lạ tức là muốn đuổi khéo tôi đi phải không? Thôi được rồi, tôi đi đây. Anh Cường, hãy nói chuyện với Hà Trang đi, nhớ đừng làm cho Trang buồn nè, nếu không hả anh sẽ biết thay tôi đó. Em đi đây. Tôi đi nghe Hà Trang. Hà Trang, em thấy Hoài Sơn như thế nào? Sao hôm nay lại hỏi em như vậy? Vì anh thấy rất rõ, chính Hoài Sơn mới thật sự yêu em. Anh muốn nói? Phải, anh muốn nói là... Đừng, anh đừng nói gì nữa cả. Em biết anh muốn nói gì và anh định làm gì. Nhưng không, anh đã hiểu sai về em. Em không thể yêu Sơn, vì đối với Sơn, em chỉ có một thứ tình, đó là tình bạn. Còn với anh thì... Đừng bỏ em, đừng để cô đơn dây chặt quanh em theo tháng ngày nhung nhớ. Anh đã đến như một cơn sóng nhỏ mà cuồn cuộn dâng cao hơn thác đổ tuôn trào. Tôi hiểu lòng em, nhưng... Anh đừng tự dối lòng mình nữa. Anh không đau buồn khi vĩnh viễn mất em sao? Có lẽ đã đến lúc tôi cần nói lên sự thật của lòng mình. Hà Trang có muốn nghe không? Vâng, anh hãy nói đi, em muốn nghe lắm. Nói đi anh. Tôi nói đây, tôi không hề yêu cô. Không, em không tin. Em không tin. Tội nghiệp, những cô gái nào đến với tôi cũng đều như thế cả. Khi tôi nói dối thì họ lại tin, và họ lại không tin khi tôi nói thật. Khắc Cường, tôi đang lừa dối em mà sao em không biết? Những lời nói tình yêu với tôi không cần thiết. Khi tôi tìm đến em là tìm vui trong chốc lát, đến một lúc rồi đi nhớ nhung không cần thiết. Nếu em hiểu rõ tôi thì không nên bối rối. Yêu nghĩa là phôi phai, nghĩa là mang hận hoài. Yêu nghĩa là phôi phai, nghĩa
là mang hần hoài. Xin em hãy về đi, đừng để tôi phải thốt lời thương hại, đừng để tôi hững hờ lạnh nhạt, và đừng để tôi phải đưa tay chào vinh biệt một nhân tình. Xin hãy cho tôi còn lại phút giây sống thật với lòng mình. Những lời nói yêu em dường như tôi quên hết, bởi có đáng gì mà phải nhớ em ơi. Tôi đã nói yêu không biết đến bao lần, và không nhớ ai đã từng nghe tôi nói. Vì tình yêu đối với tôi là một cơn gió thoáng chợt đến rồi đi, không dừng lại được bao giờ. Anh Cường, có phải những lời nói vừa rồi là của anh không? Có phải không? Có phải không? Ôi tội nghiệp, ôi tội nghiệp quá hỡi cô em khờ dại. Em đã xây thiên đường trên ảo tưởng, rồi ngây thơ ôm mi giấc mộng hoang đường. Vì chút lòng thương hại tôi muốn đưa em trở về thực tại bình thường. Của tình mình kể từ đây xin chấm hết. Em là em và tôi lại là tôi. Chúng ta là hai tinh thể xa xôi mà khoảng cách hàng triệu năm ánh sáng. Tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi em, đừng mơ hồ ảo tưởng, đừng ôm mộng điên cuồng để chết với tình yêu. Có lẽ anh nói đúng, tôi đã ngủ mơ. Vậy thì tôi xin cảm ơn cô đã có một thời yêu tôi. Giờ thì ta chia tay, để tôi có thể rảnh rang mà yên tâm cưới vợ. Khắc Cường, tôi không ngờ anh là một tên điểu cán. Rồi anh sẽ phải trả giá đắt vì sự lừa dối bằng máu của chính mình. Nhưng tôi muốn biết người con gái ấy là ai? Là Mỹ Duyên, con gái tôi. Khắc Cường với Mỹ Duyên à? Phải. Anh Cường thật là một con người điệu dạ. Hà Trang, hãy quên anh ấy đi. Đau khổ làm gì với con người như vậy? Hà Trang xinh đẹp dễ thương, chắc chắn sẽ tìm được một người xứng đáng hơn anh ấy. Hà Trang có thể làm lại từ đầu. Không, không thể nào có thể làm lại từ đầu được nữa. Có gì đâu mà không được. Em không thể nào biết được đâu. Chị đã... Đã sao? Chị nói đi. Chị đã có con với anh ấy rồi. Trời ơi, sao lại như thế được? Đi, đi với em, phá nát cái đám cưới này. Bắt anh Cường phải cưới chị ngay. Muộn rồi Hương ơi. Tất cả tội lỗi vì đành cam gánh chịu. Bởi tại mình thì biết trách ai đây. Đành thôi hỡi em, bởi dài thờ vẫn tròn. Đành ôm tôi hận để
buồn thương suốt một cuộc đời. Em hỏi chị, anh Cường có biết là chị đã... Không, chị chưa nói cho ảnh biết. Thôi, Hương về đi. Còn chị? À, chút nữa chị về. Thôi được, em về. Nhưng mà chị hứa với em là không có làm gì nông nổi à nghe. À, không có đâu, em về đi. Vâng, em về. Trời ơi, bây giờ ta đâu còn mặt mũi nào nhìn lại mẹ. Và ta không thể nào nhìn ai được nữa. Khắc Cường, hãy sống trọn vẹn cho hạnh phúc của mình. Phải thương yêu vợ mình chân thật. Đời con gái chỉ một lần yêu, mất tình yêu là mất đi tất cả. Em chấp nhận mọi thiệt thòi mất mát, chỉ xin anh được hạnh phúc đủ đầy. Cầu chúc anh nhiều hạnh phúc, coi như cuộc đời này không có một hà chân. Sao mà nó lạnh thấu xương. Chị thì chỉ thích không khí ở đây, nó làm cho con người ta khỏe khoắn. Chị thấy khỏe hả? Vậy thì tốt lắm. Em chúc mừng cho chị. Mừng cho chị đã lấy lại được tinh thần. À, hai cô nói gì đó? À, anh Sơn đã đến rồi. May quá, anh Sơn ở lại nói chuyện với chị Trang. Em đi mua sắm thêm cho chị vài món đồ cần thiết. Em đi nha. Vâng. Nhà này của ai vậy Trang? À, nhà người cô của Hương. Bà ấy có một mình rất tốt. Trang ở đây với bà ấy cũng tạm yên. À, Sơn, Sơn có gặp má tôi không? Má tôi có được khỏe không? Má có hỏi thăm tôi, nhưng tôi không dám nói, vì Trang đã dặn tội nghiệp, bác ấy buồn lắm. Trời ơi, tôi thật là đứa con bất hiếu. Sau khi sanh nở rồi, tôi sẽ về bên má, vĩnh viễn bên má để chuộc lại lỗi lầm. Hà Trang, nhìn thấy Trang đau khổ, tôi không sao yên lòng cho được. À, tôi sẽ bỏ học, lên đây tìm cách làm ăn sinh sống, để có đủ tiền lo lắng cho Trang. Không, Sơn đừng làm như thế, tôi không muốn đâu. Đó là điều mong đợi của tôi, sao Trang lại đành vô tâm không chấp nhận? Không, không phải như vậy đâu, Sơn ơi. Nhưng tại vì tôi đã lỡ yêu rồi, làm sao quên được ai. Những đêm buồn tìm về dĩ vắng xa thôi. Đêm bao kỷ niệm là bao nhiêu tình mà đành quên sao. Đành quên sao tình mình hôm nào, đâu ngờ là chiếc bao khắc ghi vào lòng nhau. Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi,
dẫu xa người mà lòng vẫn nhớ ai ơi. Nhớ thương dời đây từng đêm trăng rầy, lòng buồn xôn xao mong đợi người nơi nào mà người xa xôi cho lòng buồn đơn côi, nhớ nhung cũng đành thôi. Trang ơi xin hãy cho tôi được làm người đáng sống khi được chăm sóc cho người mình yêu mến bằng tất cả tình thương trong sạch của tim mình. Cuộc đời vẫn đẹp tươi và không gian vẫn sáng đẹp trong lành, đang phải sống như ngày xưa đã sống, bằng hoa mộng êm đềm bằng nắng ấm mùa xuân, dành lại cho đời mình cái thuở hồn nhiên của lớp áo học trò đơn sơ mà trong sạch. Tôi sẽ đưa Trang trở về khu vườn cũ bằng những bước chân son không dương chút bụi mù. Hoài Sơn, sao nói thế nghĩa là sao? Tôi muốn nói là tôi sẽ đứng ra thú nhận trước mọi người đứa con ấy là của tôi. Không, không, tôi không muốn Sơn vì tôi mà phải chịu hy sinh. Lỗi lầm của tôi xin để một mình tôi gánh chịu. Có nghĩa là Trang không chấp nhận, và cũng có nghĩa là Trang từ chối tình tôi. À, thôi được, nhưng dù sao thì Trang cũng không nên hẹp lượng mà cho phép tôi được giúp đỡ Trang. Sơn định làm gì? Tôi tạm bỏ học một thời gian, lên đây tìm việc làm để có tiền lo cho Trang sinh nở. Thôi bây giờ tôi về Sài Gòn ngay để thu xếp, vài ngày nữa tôi sẽ trở lên đây. Tạm biệt nhé, tôi đi. Hoài Sơn, Hoài Sơn! Tội nghiệp. Xin lỗi, có ai trong nhà không mà cho hỏi thăm? Dạ, xin chờ một chút ạ. Dạ, xin lỗi bác, bác cần gì? Má! Trang! Con chạy đi đâu vậy Trang? Con bỏ má sao con? Má! Má tha lỗi cho con! Sao con nỡ lòng như vậy? Con bỏ má đi mà không nói với má một lời nào. Má ơi, tại vì con, con đã làm điều tội lỗi, và con sợ má không tha thứ cho con sao? Trời ơi, tội nghiệp con tôi. Sao con không tin vào tình thương của má? Không phải vậy đâu má ơi, không phải. Con ơi, con đi rồi má thấy nhà mình sao âm u trống trải, chiếc ghế vẫn còn đây mà không thấy con đâu. Gian nhỏ thân quen mỗi tối còn ngồi miết mài đi học bài bên trang sách mới, không có con mà ra vào một mình thui thui. Muốn cất tiếng gọi con ơi thì sợ không ai lên tiếng, vì con có về đâu mà má gọi con về. Má ngồi trong bóng tối vì sợ nhìn thấy cảnh vật quanh mình.
sợ không thấy con rồi má buồn má khóc. Má chỉ biết khóc một mình chứ biết khóc với ai đây. Hồi đó còn con thì má khóc với con, mỗi khi má buồn thì con an ủi má. Giờ con đó đi rồi má buồn mà không dám khóc, vì đâu còn có ai an ủi bây giờ. Má ơi, con có lỗi với má gì? Lẽ ra con không nên giấu má và không nên bỏ đi như vậy. Con ơi, con đi rồi má vẫn không tin. Mỗi khi nghe tiếng chân ai mà phập phồng mừng rỡ, tưởng đâu con trở về với má. Nhưng má đợi chờ hoài mà đâu thấy con đâu. Rồi khi đêm về má không dám ngủ say, vì sợ con kêu cửa mà má không nghe thấy. Má không muốn ăn cơm, má không buồn uống nước. Thờ thần ra vào, má ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Rồi đến khi mệt mỏi má nằm mơ, mơ thấy con cầm bông tối quay về. Má mừng rỡ ôm con siết chặt, kể lể nỗi niềm má nhớ thương con. Nhưng khi bừng tỉnh lại mới biết là ảo mộng. Rồi nhìn lại quanh mình thêm trống lạnh cô đơn. Má ơi, tội nghiệp má quá. Sao má biết con ở đây mà lên tìm vậy má? Má hỏi con Hương. Lúc đầu á thì nó giấu lắm, nhưng má năn nỉ nó quá nó cũng xiêu lòng. Con thôi, con đừng buồn nữa. Từ nay má sẽ ở bên cạnh con và cháu ngoại của má. Má ơi, bây giờ con mới hiểu được lòng má thương con. Con thật là dại dột, đừng giận con nghe má. Con của má. Đời ơi, đời là cái gì? Đời là gì? Một con số không to tướng. Cường ơi, mày đã mất hết rồi, mày đã mất hết tất cả rồi. Đi đâu tới giờ này mới về đó? Còn uống rượu là lối ôm sồn. Là vậy đi uống rượu với đâu? Uống rượu, tối ngày chỉ có biết uống rượu. Tôi cho anh biết nghe chưa, gần tới ngày tôi sanh rồi, anh ráng mà lo đó. Gần tới ngày sanh mời đám cưới năm tháng mà vợ tới ngày sanh. Chỉ có thằng ngu mới không hiểu được. Anh Cường, anh muốn nói cái gì chứ? Bây giờ cô trả lời đi, trả lời đi. Vì sao mẹ con cô lại lừa dối tôi, đưa tôi vào cái bẫy mà mẹ con cô giăng sẵn? Thật tôi hoàn toàn không thể nào ngờ. Cái bản lĩnh của tôi mà phải thua trí mẹ con cô. Cho nên tôi đã đánh mất tình yêu. Tôi đánh mất điều mà tôi trân trọng nhất. Giờ thì tôi chẳng cần gì. Tôi muốn đập phá nát tất cả cho thế gian này sụp đổ. Cô liệu không? Cô đừng có chọc giận tôi. Gì? Hăm dọa hả? Bộ anh tưởng anh hăm dọa tôi, tôi sợ lắm sao? Tôi thách anh đó, anh dám làm gì tôi cho biết. Cô nói cái gì? Cô thách tôi hả? Không? Thách tôi phải không?
Tôi khách anh. Khách nè. Trời, anh đánh tôi hả? Quýnh cho mấy nè. Bỏ luôn. Trời, gì vậy? Trời ơi, vợ chồng mới cưới mà quýnh lộn, quýnh lão chi vậy nè? Sao? Có chuyện gì mà làm gì mà ồn ào dữ vậy? Má, con chịu hết nổi rồi má. Anh mới vừa đánh con đó. Mà con như vậy có được không chứ? Nó dám đánh con hả? Dạ. Cường à, Cường, con hãy bình tĩnh lại đi con. Bình tĩnh à? Bình tĩnh? Không, tôi không còn bình tĩnh được nữa đâu. Tôi sắp điên rồi. Bà, chính mẹ con bà đã giết chết tôi. Tôi hận bà. Chính mẹ con bà đã đưa tôi vào cạm bẫy. Ghiêng, sao có chuyện này hả? Anh biết hết trơn rồi má ơi. Bộ nó biết hết rồi hả? Ừ. Ôi mà nhầm nhẹ gì. Má đâu có sợ. Cường à, Cường, con nên nghĩ lại mà thương má. Dù sao thì má cũng bù đắp cho con nhiều quá rồi. Con thấy không, vật chất ở trên đời này con có thiếu thốn gì đâu. Nhưng có một thứ mà không ai bù đắp nổi, đó là sự thiếu thốn trong trái tim tôi. Mà tất cả vật chất trên thế gian này không sao lấp đầy khoảng trống ấy. Mà tôi cho cậu biết, chuyện đã dĩ lỡ rồi. Dù muốn dù không thì cậu cũng phải lặng yên cúi đầu mà chấp nhận. Bằng không đó hả, tôi sẽ đi tìm gặp ba cậu. Tôi đã đến rồi ba. Hay lắm, ông anh đến thật là đúng lúc. Ông coi nè, con trai của ông nó định trở mặt với tôi đó. Ông dạy nó đi. Con, trong hoàn cảnh này, thật tình ba cũng không biết phải làm sao. Cường, ba muốn nói với con là tất cả những chuyện này hậu quả do con gây ra. Con không có nghe lời ba dạy. Con có nhớ không, hồi đó ba hay trách rầy con. Con cho rằng ba phong kiến, ba xưa cũ, không phù hợp với cách sống của con. Nhưng con không nghĩ rằng có những cái cũ mà hôm nay vẫn phải còn tồn tại. Đó là tình nghĩa, là đạo đức, là nhân phẩm con người. Những thứ ấy ta không thể nào đánh mất được hết. Rất tiếc con không nghe lời ba, để bây giờ ba thiệt là khó xử. Ông Danh, ông phải bồi hoàn tất cả cho tôi. Nếu như con ông phủ phàng trở mặt. Ba thấy không, họ chỉ biết có tiền thôi à. Đó đó, ông thấy không, ông thấy ông con nó mắng tôi đó, ông thấy không? Thôi thôi, đừng có nói nữa, tôi sắp điên rồi. Không, người sắp điên không phải là ba, mà chính là con đây nè. Con sẽ trốn chạy mọi người và trốn chạy luôn cả con. Con trốn chạy tất cả ba ơi. Cường, Cường, trời ơi, lỗi tại ai, tại ai? Anh Nam, anh đi đâu mà 3-4 năm nay bây giờ mới gặp vậy? Đi đâu vậy? Tôi đi du học ở nước ngoài vừa mới về tới. À, đi du học ở nước ngoài hả? Hèn gì trông giống Việt kiều á ha. Anh ơi, lâu quá anh mới gặp em phải không? Mà em mới gặp anh phải không? Anh thấy em sao chứ còn riêng anh thì anh đẹp trai thêm đó nha. À, còn tí, lúc này ra sao? Em hả? Đời tư hả? À, em vẫn cô đơn. Ừ, còn anh Bách đâu? Ly dị rồi. Ủa, sao vậy? Ghen. Chả ghen quá chịu không nổi. Anh ơi, Nam ơi, xét lại gần em chút đi. Cái gì đó mà sợ vậy? Nhộn lên tí à? Ừ, tối nay đi nhảy đầm với em nha. Em khoái nhảy với kép xỉn nè. Cha 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 cha. Định thả mồi bắt bóng phải không? Định bỏ tôi để theo người khác phải không? Anh coi vậy chịu nổi không? Ghen. Chịu sao nổi? Ghen. Vũ phu. Đánh người ta đau muốn chết. Thôi đi má ơi, con rành má quá mà. Thấy má thấy thằng nào đẹp trai là má sắp sắp vô à. Phải thay đổi chứ, xài đồ cũ hoài chán lắm. Đưa bàn tay coi.
chiếc cà rá hột xoàn của em cho anh đâu? Thua bài quá, anh bán rồi. Ủa, bán được hả? Được. Hay vậy? Sao hay? Đồ giả. Trời ơi, Tí cho anh đồ giả hả Tí? Mặc vậy mà cũng dễ tin, giả sao anh bán được? Nè, anh thấy động giảng của em xịn không thấy không? Nè, đưa anh mượn nữa đi. Nè. Hả? Anh đi đâu vậy? À, anh đi tìm em đó. Chi vậy? Tụi thằng Phùng nó tổ chức đãi tiệc ở nhà hàng á. Sinh nhật anh... bà ngoại đó hả? Ừ, chắc vậy à. Anh nó mời anh nè, anh định mời Tí, Tí đi với anh không? Có nhảy đầm không? Có. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa? Đi hen. Anh đi trước đi. Anh Nam. Nam ơi. Ơi. Tối nay em muốn gặp anh được không? À, tối nay tôi bận tí à. Vậy đi. Thì sáng mai nha. Sáng mai vào khoảng 6 giờ thôi nha. Em với anh gặp nhau ở ngã năm chuồng chó. Trời ơi, thôi thôi đi má. Ngựa quá má ơi. Anh Nam. Mỹ Duyên. Anh Nam. Đừng khóc nữa em. Gặp lại em, anh mừng quá. Thấm thoát mà đã 3 năm rồi. Anh biết không, từ khi anh đi tu nghiệp ở nước ngoài thì đời em xảy ra nhiều ngang trái. Và anh cũng không thể nào biết được là con của chúng ta. Sao? Thế nào? Con chúng ta đâu? Nó đâu em? Đứa con bất hạnh mới sinh ra thì không thấy mặt cha, và nó đã ra đi mà bắt em gả cho người xa lạ. Khi bào thai chỉ mới tượng hình để giữ gìn tai tiếng gia đình, em phải sống cùng người chẳng hề yêu. Thật là đau khổ biết bao nhiêu. Anh ấy bỏ đi từ khi biết bị lừa, và đã 3 năm rồi. Em sống trong cô đơn dằn vặt, vì buồn vì nhớ thương anh. Đừng buồn nữa em ơi, anh đã trở về đây, mình lại sống bên nhau như ngày xa xưa ấy. Để nói lại khúc nhạc lòng dang dở mà đã từ lâu mỗi đứa một phương trời. Đàn lại so dây nâng trời, phải xa nhau lòng anh buồn heo hắt. Mấy năm trời vằn vặt nhớ về em, nhưng có ngờ đâu ở chung quê nhà, đời em gặp nhiều trái ngang biến đổi. Nay anh đã về em ơi, đừng buồn nữa, ta sẽ cùng nhau gầy dựng lại cuộc đời. Mỹ Duyên, ta sẽ làm lại từ đầu. Anh sẽ xin phép má cho chúng ta làm đám cưới. Ai chấp nhận? Dạ thưa bác. Cậu Nam, cậu đã làm khổ con tôi một lần, bây giờ trở về đây còn muốn gì nữa chứ hả? Má, sao má lại nói như vậy? Anh Nam đã trở về và anh đi tìm con, chứng tỏ là anh ấy yêu con chân thật mà má. Mày khôn hơn ta hay Duyên? Con ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi nghe con. Thứ đàn ông này làm sao mà tin được? Ngay cả cái thằng Cường ta cũng đã làm thẳng tay. Sau khi nó bỏ nhà trốn đi, tao đã đưa đơn tố cáo nó là đánh cắp đồ đạc, bỏ vợ bỏ con. Công an truy lùng nó 3 năm nay, nó đâu có dám giác mặt về đây. Còn mày, mày liễu hồn mà, mày coi chừng đó nghe. Má, xin mai vì hạnh phúc của con mà chấp nhận anh đi. Tao sẽ mua cho mày một người chồng có thế lực, để mẹ con mình được dựa hơi nhờ cậy. Dẹp cái thứ tình cảm lăng nhăng này đi, làm lại cuộc đời đi con. Nghe lời má nè, có tiền là có tất cả. Ai? Ai nói có tiền là có tất cả? Ủa ai cả? Thì ra là Cường à. Phải, chính nó đây.
con người đau khổ đang đứng trước mặt bà. Nó đã bị bà vu khống mà trốn chui trốn nhủi nơi đầu đường xó chợ. Bây giờ tôi có hai điều kiện. Một là bà hãy rút lại đơn vu khống tôi. Hai là hãy chấp nhận cuộc tình của Mỹ Duyên và Nhất Nam. Sao, bà chấp nhận hay không? Không, không bao giờ. Không à? Được, đừng có trách tôi. Ôi trời ơi, cậu Cường ơi, tôi lại cậu Cường. Trời ơi, cậu đừng có liều mạng, cậu làm ơn cậu dẹp con dao đi, nó bén lắm cậu Cường ơi, nó có cua hồn đó cậu Cường. Bà còn biết sợ à? Dao ai không sợ. Được, bà hãy về đi. Nếu hứa suông mà để gạt tôi thì đừng có trách. Dạ, không có hứa suông đâu cậu Cường. Tôi biết mà, năm nay tôi xui lắm mà. Thầy coi nói năm nay tôi bị sao kế đô, làm gì cũng thất bại. Duyên à, thôi má về nghe hai con. Anh Cường, cảm ơn anh. Có gì đâu, đừng bận biểu. Hai người hãy đi đi. Khắc Cường, hãy tự phấn đấu để trở lại với cuộc đời. Hãy mạnh dạn lên anh. Con đường phía trước đang sẵn sàng chờ đợi. Thôi, chúng tôi về. Con đường phía trước. Chỉ là những dốc cao vời vợi, còn sau lưng hô thẳm vẫn chực chờ. Kìa, có phải anh Cường không? Anh Cường. Cô Hương đó à? Phải, em muốn tìm anh lâu lắm rồi, không ngờ hôm nay mới gặp. Cô tìm tôi để làm gì? Có nhiều điều cần nói cho anh nghe, nên em mới tìm anh. Điều gì vậy cô? Anh có biết là Hà Trang đã chung sống với Hoài Sơn và đã bỏ đi một phương trời xa lạ? Anh nghĩ như vậy à? Tôi hằng mong như thế. Tôi rất vui vì hạnh phúc của Hà Trang với Hoài Sơn, đứa em mà tôi yêu quý nhất. Nhưng cuộc đời không phải như anh nghĩ. Có những điều mà từ lâu rồi anh không biết được, nên em muốn tìm anh để nói cho anh rõ về cuộc đời của Hà Trang từ ấy đến bây giờ. Chị hay vẫn sống, nhưng sống trong thầm lặng đau buồn. Thật vậy sao? Những lời Hương vừa nói, cuộc đời của Hà Trang không hạnh phúc hay sao? Hà Trang chỉ sống bằng thứ hạnh phúc thiêng liêng. Em muốn nói cùng anh nhưng nghẹn ngào không nói được. Những gì đã xảy ra từ ba năm về trước mà nỗi khổ Hà Trang ôm mắt mãi đến bây giờ. Hương ơi, hãy nói rõ hơn đi. Anh xin em hãy cho anh biết những gì mà anh không biết từ lâu. Anh Cường, anh hãy bình tĩnh để nghe em nói hết. Kết quả mối tình của anh và chị ấy là một đứa con bé bỏng đã xa. Nói cho anh biết, vì sợ người con gái khác phải khổ đau. Rồi một mình đi tìm cái chết để chôn theo những vết thương lòng. Ừ.
Trời ơi, tôi bỗng thấy không gian như quay cuồng trước mặt. Sự thật là đây như tưởng trong mơ. Hà Trang ơi, sao em lại giấu anh? Rồi đành một mình đi tìm cái chết. Anh quả là một con người khốn nạn, một người tình khốn nạn, một người cha bạc nghĩa vô lương. Ba năm trời không hề hay biết tưởng em đã yên vui với hạnh phúc riêng mình. Hà Trang ơi, em càng cao cả bao nhiêu, anh càng tự thấy mình thấp hèn và bé nhỏ. Em là ngọn hải đăng sáng ngời trong đêm tối, anh là đốm lửa lập lòe như bóng dáng mà trời. Thôi, dầu sao chuyện cũng lỡ rồi, hãy đến thăm Hà Trang để em ghi địa chỉ cho anh. Đây, cầm lấy đi, chúc anh may mắn. Thôi em về, chào anh. Cảm ơn Hương. Trời ơi, tôi sẽ gặp được con tôi. Thì ra tôi có một đứa con mà tôi không hề hay biết. Con của tôi là nguồn sống của tôi, là mầm sống cuối cùng cho thân cây đã chết. Cảm ơn đời, cảm ơn tất cả, cảm ơn Hà Trang, mạch thở trái tim tôi. Có chứ, mẹ đặt rồi, để lát chú Sơn tới chở mẹ đi lấy nè. Ủa, chú Sơn mới lên hả mẹ? Chú mới về lần tới, chú ghé qua nhà người bạn rồi một lát chú sẽ lại đây. Mẹ, cho con hỏi cái này. Con hỏi đi. Vậy cháu sinh nhật của con, ba con có về không mẹ? Chắc không có về được đâu con à. Nhưng mà dù không về thì ba cũng vẫn thương con, mà mẹ cũng thương con nữa nè. Vậy thì con cũng phải thương mẹ nghe không? Dạ con thương mẹ nhất. Còn bà ngoại? Bà ngoại cũng nhất luôn. À, còn chú Sơn? Chú Sơn cũng nhất luôn. Nè, hôm nay là ngày sinh nhật của cháu. Cháu thích cái gì? Nói đi chú Sơn mua cho. Cháu thích đủ thứ hết, chú không có tiền mua đâu. À, vậy thì mua đại khái thôi. Đại khái là sao? Thì đại khái là tượng trưng đó. Tượng trưng là cái gì? Thì tượng trưng là cũng vậy mà không phải vậy. Chú nói gì con không hiểu gì hết trơn. Con nghĩa là dạ. Thôi con đừng có hỏi nữa, chú Sơn bí rồi đó nghe. Nè, thôi được rồi, chú sẽ mua cái gì mà cháu thích nhất, chịu không? Dạ chịu, chú ơi chắc giặt móc quéo. Bé Thu à, bây giờ con ở nhà với ngoại nha, mẹ đi lấy bánh. Má ơi. Ơi. Con đi lấy bánh cho bé Thu nghe má. Mình đi Sơn. Dạ, chào bác cháu đi. Quậy quậy, con muốn ăn kẹo. Trời ơi, không có được đâu. Ăn kẹo siết ăn răng hết. Con muốn ăn nước đá. Ý, nước đá ăn rụng răng hết. Quậy, cái gì quậy cũng không chọt. Vậy con nhịn đói. Nhịn đói đi con. Có ai đói bụng cho biết. Vậy con hẳn lẩu. Thôi được rồi, cảm ơn nha. Vậy thì tôi khỏi phải gãy lưng. Vậy con hẳn bận đầu con lỡ chồng. Trời ơi, dễ mà, coi ai lạnh rung cho biết. Quậy, cái gì quậy cũng không chờ. Quậy cày quá à. Thôi, đừng có nhõng nhẽo nữa, ngoại cưng quá. Rồi làm tàn không có được à nghe. Coi chừng ngoại không có thèm cưng nữa đó nghe. Thì đợi ba về ba cưng. Ai nói với con là ba về? Mẹ con nói nè. Phải đó. Thế nào ba con cũng sẽ về mà. Nhưng mà con phải ngoan nha, đừng có nhõng nhẽo thì ba con mới về nha. Dạ. Hà Trang ơi, đã 3 năm rồi, sao mà con không quên được. Má tưởng rằng
thời gian sẽ xóa dần thương nhớ. Vậy mà con vẫn hy vọng hảo quyền. Tội nghiệp con tôi quá. Quá, sao lại khóc? Đâu có, khói nó bay vô mắt ngoại chứ, đâu có phải ngoại khóc đâu. Ê, chết chết, sao cái gì mà nó khét nghẹt vậy kìa. Thôi, chết rồi, cái nồi cà ri. Thu, con ở đây chơi nha, qua nhà nha. Để ngoại xuống bếp và nhắc cái nồi cà ri xuống nha. Nhớ đừng có cho người lạ vô nhà mình nghe con. Dạ, ngoại. Ở gì? Không ai vô đây. Trời ơi. Cháu à, cho chú hỏi thăm. Không được vô nhà. Chú đây mà, cháu đừng có sợ. Nhà này của cô Hà Trang phải không cháu? Dạ phải, Hà Trang là mẹ của cháu. Hả? Trời ơi, con tôi đi sao? Con Ê, ông làm gì vậy? Xin lỗi cháu. Cháu ơi, cháu tên gì vậy? Nguyễn Khắc Hà Thu. Nguyễn Khắc Hà Thu. Hà Trang với Khắc Cường kết hợp thành Thu. Ôi, hay lắm. Cháu ơi, tên của cháu nghe hay lắm. À, mẹ cháu đi đâu vắng rồi phải không? Mẹ đi lấy bánh cho cháu, vì hôm nay là ngày sinh nhật của cháu nè. Sinh nhật của cháu ngày hôm nay à? Trời ơi, vậy mà, cháu ơi, vậy mà ba nào hay biết gì đâu. Cho ba hôn cháu một cái nghe. Cho ba hôn con một cái nghe con. Ôi da, đau quá. Cái đầu ông làm tôi đau quá. Cháu à, cháu ở đây với mẹ, rồi còn ai nữa không? Dạ còn bà ngoại và bà Bảy nữa. Còn ba cháu đâu? Mẹ nói ba đi làm xa lắm. Con có biết mặt ba con không? Dạ con không biết. Đâu con nhìn xem coi chú có giống ba con không? Ý ạ, không giống đâu. Mẹ nói ba đẹp lắm. Còn ông hả, đen thủi đen thui, râu ria bom xòm, giống như là con cọp vậy đó. Phải rồi, con tôi nói đúng. Tôi đâu phải là một con người nguyên vẹn, mà là một xác thân nửa người nửa thú, ẩn trong một trái tim rách nát tanh hôi. Gặp con đây mà tôi chẳng dám nhìn. Tôi muốn gọi con ơi, mà nghẹn ngào không dám gọi. Nỗi niềm này ai có thâu, ai có hay chăng sự dằn vặt của tâm hồn của con người tội lỗi như tôi. Đau đớn lòng ba con có biết hay không? Lòng một thứ tình cô đơn thiêng liêng. Con ơi con của tôi, đứa con thơ bé bóng dài khờ. Con ơi lại đây để cho ba hôn lên tôi má. Ba thỏa lòng khao khát nhớ mong. Con hãy lại đây với ba. Lại đây con. Ý, ông làm gì ạ? Ông muốn bắt cóc tôi hả? Ông muốn ăn thịt tôi hả? Tôi giờ tôi mép ngoại cho con. Quay. Không, con. Hà Trang ơi, em cao thượng quá. Anh không có can đảm nhìn mặt em nữa. Anh gửi lại em lá thư này. Chào em. Ba đi nghe con. Thu ơi, Thu à, bánh đem về rồi nè con. Lấy đèn cây ra cắm đi. Mẹ để bánh trên bàn này nghe. Thơ của Khắc Cường. Thôi nghe. Yeah.
biết rồi. Em ơi đừng nói chuyện chúng tôi, nếu biết khi yêu là đau khổ, xin đời đừng có em và tôi. Mang theo một chút chút niềm vui thôi, là gói hành trang trong cuộc sống, đó chính là tình thương con tôi. Hãy vui và đón nhận tình yêu, tôi chúc cho em chồng tốt với con ngoan. Anh ấy đã bỏ đi một lần rồi, và bây giờ sẽ ra đi vĩnh viễn. Hà Trang hả? Khắc Cường, không, không. Sao chồng gái bước vào đời nhau qua bao ngày, em ơi sao đắng cay. Ơi người vì ta qua phong ba, có còn gì chăng trong tâm tư, mắt lệ mờ quên như âm xưa. Thôi thôi đừng nói chi anh, kỷ niệm ngày xưa nay đã vùi chôn theo tháng ngày nhung nhớ. Tình đã rồi đi tình không trở lại, người nhớ người xa vời vời cuối chân trời. Anh biết em vẫn còn oán hận anh, mà thôi, dù sao thì anh cũng cảm ơn em đã nuôi dưỡng cho đứa con của chúng mình nên hình nên dốc. Anh sẽ ra đi, cầu chúc em nhiều hạnh phúc. Còn anh thì vĩnh biệt em. Ba, Kiệt Thu, sao con biết là... Chính má nói cho nó biết đó con. Ba, ba bảo con sao ba? Mẹ, sao mẹ đuổi ba đây? Hãy để cho ba con đi đi, mẹ con mình sống như vậy cũng được rồi con à. Không được,
ba muốn có ba hoài à. Ba, năn nỉ mẹ đi. Ba đâu có biết cái gì đâu mà năn nỉ. Ba hứa mua búp bê cho mẹ là mẹ hết giận ha. Hà Trang, hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ cố gắng để xứng đáng với tình em. Và bây giờ, hãy cho anh được nói với em câu nói sau cùng. Rồi suốt cuộc đời, anh sẽ không bao giờ nói nữa. Câu gì? Anh hãy nói đi. Em ơi, đừng khóc nữa. Em đừng khóc nữa em ơi, anh xin nước mắt lên trời thành mưa. Yêu anh mấy biển cho vừa mà sao em vẫn thấy chưa thỏa lòng. Xin trời đừng nổi cơn giông, thuyền yêu giá lứa phiêu bồng đường mây. Thank you.
sụp đổ, chôn vùi trong lúc trò thao. Lòng tôi tan tác hoang mang khi hai tâm hồn không chung lối. Tôi duyên xưa còn chi mà tiếc nuối, kể cho từ đây đôi ngã đôi đường. Quang, xin em đừng vội vàng cất bước. Chẳng thà trên nẻo quan mang anh phải tan nát tấm thân cho đáng hình hài tên tự tội. Còn đã gặp lại nhau xin em đừng vội nói tiếng chia liền. Nơi bến cổ đò xưa có những đêm mì trắng nước mong thầy. Nước vẫn trong căn khuya còn sáng tỏ. Sao em nỡ để duyên mình vì gái đổ cho đắng. Ái tình càng lắm y trái ngang, lại càng thấm thiết y lại càng thêm sâu. Trời xanh thế vẫn biết yêu là khổ, mà xa nhau còn khổ gấp trăm lần. Đừng khóc nữa, từ phút này anh dành tất cả cho em. Bên nước xưa trăng sáng đã lên khoang, thuyền cổ đưa nhau tìm dĩ vàng. Em hãy giúp anh quên những ngày luôn lạc, vòng tay ôm chặt mong trùng vang. Hãy trút lên nhau tất cả niềm thương, nhớ cho trời rung cho nước dở ngập khoang thuyền. 14 năm mong đợi một đêm dời nhớ thương. Người mà không biết yêu đương, ngàn năm khắc phải nghe muôn đường khổ đau.
Thank you.